Các bạn đến với luyện chữ đẹp cần ruột nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ cho học sinh của mình test thử cây bút 01. Đây là cây bút lá tre T01. Đây là nét chữ của bé Ái Phương nha. Rồi Ái Phương viết cho cô nét chữ bằng cây bút T01 nha. Đây là cây bút lá tre chuyên để viết chữ nhỏ thì viết chữ đẹp. Rồi con bắt đầu viết đi. Cái bút này thì phù hợp cho các em học sinh từ lớp 2 trở lên mà có thể tham gia các cuộc thi viết chữ đẹp. Đây là nét bút nha, các bạn có thể quan sát kỹ. Đây là cái ngòi bút, đây là ngòi lá tre kim tinh nè. Mình sẽ quay kỹ cái ngòi hơn cho các bạn xem. Tiếp theo là nét chữ của bé lớp 2 nha, cũng sử dụng cái bút 01 luôn. Rồi, mình làm viết bài đây các bạn. Sử dụng cái bút 01 để mình viết. Đây là nét chữ của bé Minh Anh lớp 2. Cái bút này thì phù hợp với nhiều đối tượng học sinh nên các bé đều có thể viết được và sử dụng trong các cuộc thi viết chữ đẹp hết. Đầu lên trước nè mình ơi. Đây, đây là bé lớp 2. Ngẩng đầu lên chút con. Đây của chị. Đây là nét chữ bằng cái bút 01 rồi các bạn. Bạn nào mà yêu thích cây bút này và chưa tìm được cái mẫu bút lá tre để cho các em học sinh như con mình để viết chữ đẹp ấy, thì có thể liên hệ qua đường link Zalo Facebook của mình để mình tư vấn cây bút này. Mẫu bút lá tre 01 thì có ngồi thay luôn nha các bạn. Mẫu bút của bên luyện chữ đẹp của mình là mẫu bút ngồi mài thủ công, nên có thể là những cái hãng bút khác cái mẫu mã nó cũng giống, nhưng mà có thể là cái ngòi lá tre nó không có tinh xảo như cái mẫu bút bên luyện chữ đẹp cần ruột. Bởi vì mẫu bút mà mình viết thì mình đặt riêng cho các ở xưởng mà cho các em phù hợp được các lứa tuổi từ lớp 2 cho đến lớp lớn, các em đều có thể viết được hết. Cây bút thì nó giá trị nó khác nhau là ở chỗ cái ngòi nha các bạn. Đẹp hay xấu là do cái độ tinh xảo của cái ngòi chứ không phải là cái hình dáng cây bút đâu. Hình dạng bên ngoài thì cái hãng bút thì nó tương tự như nhau, nhưng đẹp hơn thua nhau là chỗ cái nét bút á. Đây cũng là nét chữ của bé lớp 2 sử dụng cái bút 01 luôn. Các bạn thấy các bé viết rất là êm. Nét bút êm nhẹ nè, thanh đậm rõ ràng. Thank you.
con viết cho cô nguyên một câu dài luôn nha, nét chữ nết người luôn. Đây là nét chữ của bé này. Lớp 2 mà mình có thể viết được dễ thì các bé lớp lớn thì có thể dễ dàng viết cây bút 01 ngồi kim tinh ngồi mài bên luyện chữ đẹp con ruột. Bạn nào thích mẫu bút này thì cứ liên hệ qua đường link Zalo Facebook của mình nha. Chào các bạn.